Chị và các bạn, hôm nay Shop Việt FPT xin được hướng dẫn anh chị các bạn cài bộ file Wi-Fi TP-Link phiên bản nội địa Trung Quốc. Đây là hàng chính hãng nội địa nhé, dùng không phải là bản bản nhái, bởi vì Wi-Fi này không làm nhái được, nó có địa chỉ MAC. Đấy, đây là hình thức cắm dây nhé, tức là từ bộ chính đã cắm dây chia cắm ở cổng WAN của cái bộ TP-Link. Đấy, chúng ta vào các bước này, mà đầu về trang chủ ấn về màn hình chính. Đây, sau khi về màn hình chính thì chúng ta vuốt từ trên xuống, ấn giữ vào hình wifi, ấn giữ vào đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái tên wifi này, TP-Link 01ED này, không có mật khẩu, ấn vào. Đây là chúng ta kết nối vào với cái bộ wifi này để chúng ta cài, không cần có internet nhé. Nhiều khách hàng cứ bảo không có internet thì làm sao cài được. Đây là chúng ta truy cập vào trong bộ này để cài thôi. Sau đó chúng ta ấn tiếp vào cái tên TP-Link để đăng nhập vào mạng. Trong hệ điều hành Android thường ấn được luôn, iOS thì chúng ta phải mở trình duyệt lên. Các bạn mở Safari xong gõ cái địa chỉ tplink login.cn này, hoặc là 192.168.1.1 cũng được. Đấy, không thì gõ cái địa chỉ tplink in. Vào trong đây thì nó sẽ hỏi mật khẩu ban đầu, tức là mật khẩu chúng ta tạo ấy, nó bảo mật nên nó yêu cầu tạo chứ nó không mặc định là admin như cái dòng mấy cái bản tiếng Anh đâu nhá. Mới gặp đây là bản đời sau nên là nó yêu cầu tạo một mặc định điền hai dòng giống nhau lớn hoặc bằng 6 ký tự. Đấy, mình điền từ 1 đến 6 cho dễ, các bạn điền lớn hơn 6 tùy ý cũng được. Sau đó ấn vào nút màu vàng. Ấn vào đây nó hỏi là chưa cắm WAN. Đây là mình không cắm WAN bởi mình đang đang hướng dẫn thôi. Chúng ta cứ bỏ đi, ấn vào cái nút ấn vào chữ WAN vàng này bỏ đi. Ấn vào nút WAN để vào. Sau khi vào đây thì chúng ta ấn vào cái mũi tên này này. Chọn xuống dòng thứ ba. Đấy, xong rồi ấn nút vàng. Đấy, xong bước này thì sang bước đổi tên và password wifi, chúng ta điền Việt FPT. Các bạn điền là gì cũng được nhé. Đây là mình điền bừa thôi. FT4 đi. Rồi mật khẩu lớn hơn bằng 8 ký tự thì mình cứ điền là 8, còn các anh chị và các bạn điền là gì cũng được. Sau khi điền xong tên và pass thì ấn nút màu vàng phía bên tay phải. Rồi. Đấy, như vậy là đổi tên và pass xong. Đổi tên và pass xong là nó sẽ ngắt kết nối bởi vì chúng ta đang kết nối với cái TP-Link. Đấy, nó bị ngắt kết nối vì đổi tên mà. Đổi tên thì nó sẽ quay về cái màn hình này này. Chúng ta tìm ra cái tên vừa đổi đâu. Tên vừa đổi là Việt FP tầng 4 đây rồi. Mình kết nối lại nhé. Bởi vì mình còn một bước đổi IP nữa nên mình sẽ kết nối lại để mình đổi. Đấy, mật khẩu lúc nãy mình đặt là 1 đến 8, bây giờ mình kết nối lại. Kết nối lại để vào trong này đổi. Không, có vẻ hơi lag rồi, ok. Sau đó chúng ta ấn tiếp vào cái tên này. Lần này chúng ta ấn vào tên thì nó không vào thẳng nữa, nó ra cái IP này. Ấn tiếp vào cái IP này để vào trong trang này này. Đấy, các bạn vào theo cách mở trình duyệt xong vào địa chỉ cũng được. Mà mình thì quen làm cách này nó nhanh. Rồi khi vào trong đây thì chúng ta sẽ thấy được cái nó ra hai cái nút thì mình ấn vào cái nút bên tay trái này. Đấy, đây là giao diện web. Đây là bắt vào trong nó hỏi lại cái mật khẩu mà lúc trước mình đặt đấy. Đây là mật khẩu để vào trong để cái là 1 đến 6. Đấy, và đây thì chúng ta chọn cái hình cài đặt bánh răng nâng cao này này. Đấy, chọn hình này để chúng ta đổi IP. Xong kéo sang ngang này, có cái chữ LAN này này. Đấy, chữ LAN đây nhá. Ấn vào cái chữ LAN này. Sau đó ấn vào cái mũi tên đổi xuống. Chọn dòng thứ hai. Rồi, đổi cái IP. Đổi thành 13.1. Nhớ là đổi số thứ ba trong giải 4 số này, đổi số thứ ba. Rồi, sau đó ấn nút màu vàng nữa là xong. Nó hỏi là có khởi động lại không, ấn tiếp nút màu vàng. Đấy, như vậy là đã xong các bước cài đặt. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video.